bắt đầu cho phần phồng bánh lại để cho anh làm đấy. Đều á. Xả ra đây bố, xả đi bố, xả ra từ từ được không? Đầu giờ chiều mình vô mình cho cái chai nửa lít vô chạy lại để xem có độ chính xác có không. Này là này đúng là ok luôn rồi đó. 1 lít là ok đó, nhưng mà để tí mình okay để lại coi nửa lít coi nó tới đâu.
thịt đây anh. Đều á. Xả ra đây bố, xả đi bố, xả ra từ từ được ạ. Đầu giờ chiều mình vô mình cho cái chai nửa lít vô chạy lại để xem coi nó có độ chính xác có không. Này đúng là ok luôn rồi đó. 1 lít là ok đó, nhưng mà để tí mình để lại coi nửa lít coi nó tới đâu. Cho chạy hết luôn đó, cái đó đi. Đằng nào cho nó chạy. Cho chạy hết cái đó đi, lỡ cho chạy hết đó luôn.
Vậy cái này bị